ngày xưa ngất cao hùng tâm, sống kiếp gian truân từng ngược xuôi giữa nơi quan trường. Rồi một ngày kia bọn giặc Minh tràn qua xâm lấn, người đã hiên ngang chống quân thù bảo vệ quê hương. Tướng Nguyễn Phi Khanh dòng Lạc Long niên tâm lửa, mắt thấy quân Minh lòng hận cấp máu thêm sôi sục, tìm đường phạt Minh người chẳng may bị quân Minh bắt. Người vẫn ngang nhiên trước quân thù chẳng ngại nguy nan. Hai năm quan nơi Tư Lý cùng đưa con ngoan, hai năm quan nơi Nguyên Trãi đưa tiễn người cha. Lời khuyên con nên hay về phục hưng tổ quốc, báo thù cho cha trả nợ nước bỏ đất Minh quân. Hai năm quan dân quân đau nhìn thấy cha con, hai năm quan rơi nước mắt đưa tiễn Phi Khanh. Lời chia tay muôn thuở còn được ghi sử sách, đến nghìn năm sau lòng buồn còn dây dứt tìm người. Tướng Nguyễn Phi Khanh lòng hiên ngang bước đi ngàn xa, số kiếp đau thương rời quê hương đến nơi quê người. Từng ngày cùng gông tàn ngục mình chịu bao đau đớn, dù phải hy sinh chi anh hùng giữ trọn trong tâm. Nhớ đến công lao nghìn năm sau cháu con thờ ông, cố gắng vươn lên cùng nhau đi góp công xây dựng. Loại trừ ngoài ban bọn Việt san thường gây chia rẽ, diệt lũ xâm lăng quyết tâm cùng bảo vệ quê hương. Ngày xưa ngất cao hùng tâm, sống kiếp gian truân từng ngược xuôi giữa nơi quan trường. Rồi một ngày kia bọn giặc Minh tràn qua xâm lấn, người đã hiên ngang chống quân thù bảo vệ quê hương. Tướng Nguyễn Phi Khanh dòng Lạc Long tiếng tâm lừng vang, mắt thấy quân Minh lòng hận cấp máu thêm sôi sục, tìm đường phạt Minh người chẳng may bị quân Minh bắt. Người vẫn ngang nhiên trước quân thù chẳng ngại nguy nan. Hai năm quan nơi Tư Lý cùng đưa con ngoan, hai năm quan nơi Nguyên Trãi đưa tiễn người cha. Lời khuyên con nên hay về phục hưng tổ quốc, báo thù cho cha trả nợ nước bỏ đất Minh quân. Hai năm quan dân quân đau nhìn thấy cha con, hai năm quan rơi nước mắt đưa tiễn Phi Khanh. Lời chia tay muôn thuở còn được ghi sử sách, đến nghìn năm sau lòng buồn còn dây dứt tìm người. Tướng Nguyễn Phi Khanh lòng hiên ngang bước đi ngàn xa, số kiếp đau thương rời quê hương đến nơi quê người. Từng ngày cùng gông tàn ngục mình chịu bao đau đớn, dù phải hy sinh chi anh hùng giữ trọn trong tâm. Nhớ đến công lao nghìn năm sau cháu con thờ ông, cố gắng vươn lên cùng nhau đi góp công xây dựng. Loại trừ ngoài ban bọn Việt san thường gây chia rẽ, diệt lũ xâm lăng quyết tâm cùng bảo vệ quê hương. Chung sức xây dựng cho